Xin chào các anh chị các bạn. Bài học tiếp theo thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn một cái nội dung có tên là phân tích cho các bạn về cái bẫy giá thầu cũng như là cái tương tác của Facebook. Thì hiện nay các bạn đều biết rằng là tương tác của Facebook rất là kém. Những bài mình đăng trên fanpage hoặc là đăng trên Facebook cá nhân thì mình đều thấy là cái lượt tiếp cận nó tự nhiên nó đều rất là kém hơn so với trước đây. Thế thì tại sao lại như vậy? Thế thì các bạn phải hiểu là bản thân Facebook nó cũng là một cái công ty về công nghệ và nó cũng là một công ty mà có liên kết trên sàn chứng khoán. Chính vì vậy cho nên là Facebook nó cũng phải tăng trưởng doanh số, và cách tốt nhất để tăng trưởng doanh số đấy chính là tăng giá bán. Thì tăng giá bán bằng cách là giảm tiếp cận hoặc là tăng giá thầu và hoặc là cả hai. Thì các bạn biết rằng trước đây chúng ta chạy quảng cáo Facebook ấy, thì cái chuyện mà Facebook có cái giá thầu khoảng một vài đồng hoặc là một vài chục đồng rất là nhiều. Nhưng bây giờ các bạn chạy toàn 300, 500 đồng hoặc là 1.000 đồng một tương tác là chuyện rất là bình thường. Thế là nó đắt lên. Hay là trước đây chạy 1 triệu thì tiếp cận 1 triệu lượt. Bây giờ chạy 1 triệu tiếp cận 10.000, 15, 20.000 lượt thì đấy chính là lý do mà chúng ta thấy rằng là cái tiếp cận của Facebook nó đã giảm rất nhiều. Các cái tiếp cận tự nhiên đều rất là giảm. Đó. Thế thì chúng ta buộc phải tăng cái ngân sách quảng cáo lên để chúng ta tăng cái tiếp cận trả phí. Mà tăng cái tiếp cận trả phí thì hiện nay cũng đang đắt hơn rất là nhiều. Một cái thuật ngữ đó tôi muốn chia sẻ đấy là cái thuật ngữ mà cái bẫy giá thầu và cái tương tác nó kém, tôi hay gọi vui là tương tác nát hơn tương bần. Thì các bạn thấy là trước đây ấy, thì ít người quảng cáo và nhiều người xem quảng cáo, thì bây giờ nhiều người quảng cáo và ít người xem quảng cáo. Số lượng quảng cáo mà chúng ta thấy là nó rất là nhiều, chúng ta chỉ cần lướt Facebook một cái là thấy có rất nhiều các cái quảng cáo nó được đưa đến chúng ta như thế này, đúng không ạ? Chúng ta lướt, chúng ta thấy cứ một ít phút lại có một cái quảng cáo. Đấy, cứ 5 new feed các bạn tính thì cứ 5 new feed là có một cái quảng cáo có chữ sponsor hoặc là được tài trợ, đủ các loại, đủ thứ tùy vào từng cái tài khoản của các bạn. Thì cái số lượng mà quảng cáo đập đến chúng ta rất là nhiều, cái số lượng bị bỏ qua cũng rất là nhiều. Mà trong khi đó mỗi một lần chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta đều phải trả phí, dù người ta có xem hay không xem nó đều tính phí cho chúng ta hết, chứ không phải là chúng ta cứ là tự tương tác thì chúng ta mới trả phí đâu nhá. Không xem cũng vẫn phải trả phí, bởi vì với từng số tiền đấy thì chúng ta cũng chỉ tiếp cận được từng đấy lượt thôi. Nó luôn luôn đưa ra chúng ta hai cái điều kiện, hoặc là số lượt tiếp cận hoặc là cái số lượt tương tác. Cái giá thầu thì hiện nay nó cũng không quá đắt, nó cũng chỉ 300-400 đồng, nhưng mà so với trước đây nó chỉ vài chục đồng thì như vậy nó cũng đã đắt lên đến cả trăm lần rồi. Đấy là cái nguyên tắc. Và số lượng các nhà quảng cáo nhảy vào quá lớn cho nên là chạy quảng cáo bây giờ rất là khó cạnh tranh, và cái tỷ lệ đơn hàng nó bắt đầu là khó khăn hơn. Chưa kể đến thì cái tình trạng chạy bùng, chạy lậu, chạy bằng những cái tài khoản mà chạy cả trăm triệu tiền quảng cáo nhưng không chi trả, không trả tiền cho Facebook, người ta gọi là chạy bùng, cũng rất là nhiều và cũng gây ảnh hưởng rất lớn đối với những người chạy quảng cáo mà chúng ta tạm gọi là chạy sạch, chạy bằng tiền thuần túy trả cho Facebook. Thế thì tôi cũng khuyên các bạn là không nên sử dụng những cái hình thức chạy bùng chạy lậu như vậy. Thì cho đến thời điểm này thì nó cũng chưa làm sao cả đâu. Thế nhưng mà tôi cũng không biết là rủi ro trong tương lai nó có đối với các bạn không. Thì tôi khuyên là chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta nên kinh doanh sạch, chúng ta trả phí đàng hoàng, thanh toán đàng hoàng. Nhưng mà cái đấy cũng là một cái thiệt thòi cho chúng ta. Chúng ta bị cạnh tranh bởi những người mà chúng ta họ chạy quảng cáo với ngân sách cực kỳ lớn và họ trả có khi chỉ 20-30% thôi. 20-30% là như nào? Ví dụ họ chạy 100 triệu thì bản chất là họ không mất tiền trả Facebook, và họ trả cho những cái người mà cung cấp những cái giải pháp như vậy một số tiền nhỏ nhỏ. Ví dụ như là 20 triệu thì chúng ta chạy quảng cáo như vậy chúng ta sẽ được lời về mặt chi phí, và chúng ta chạy thì chúng ta bán được hàng, lấy được đơn. Tuy nhiên thì điều này sẽ làm ảnh hưởng rất là tiêu cực đến thị trường Việt Nam, mặc dù thị trường Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng, bằng chứng là doanh số đã đạt hơn 1 tỷ đô la tiền quảng cáo một năm đối với Facebook. Thế thì đấy là một số những cái mà con số mà các bạn thấy là thống kê cũng rất là giật mình. Đấy, các cái vấn đề về bẫy giá thầu, rồi tương tác nát hơn tương bần, rồi thì bóp tiếp cận, rồi thì số nhà quảng cáo lớn, số người bán hàng rất là nhiều, thì cạnh tranh cao, thì chúng ta cần phải đối mặt, từ đó để chúng ta có những cái giải pháp bán hàng tốt hơn cho chúng ta.
À, tiếp tục là tôi muốn trình bày thêm với các bạn nữa, đấy là các cái quảng cáo bằng video hoặc là quảng cáo tin nhắn hiện nay thì đang rất là tốt. Các cái vị trí hiển thị mới trên Facebook như là Story hoặc là Messenger Story hay Instagram Story thì đang được ưu tiên hiển thị rất nhiều. Cho nên là các bạn chịu khó đăng bài hoặc là chạy quảng cáo trên trên Story vì cái lượng xem Story bây giờ khá là lớn, hay còn gọi là bảng tin đấy, đúng không ạ? Rồi thì cái quảng cáo bằng cách là phát live stream trực tiếp hoặc là phát live stream nguội, chạy quảng cáo trực tiếp trên các fanpage tích xanh cũng là những cái giải pháp rất là mới và năm 2019 mới có. Thì hiện nay các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được những cái phương pháp như vậy để các bạn chạy quảng cáo, hoặc là những cái hình thức chạy quảng cáo cao cấp khác như là chạy quảng cáo canvas hay còn gọi là trải nghiệm tức thì nó cũng rất là lạ, nó cho phép chúng ta có những cái định dạng quảng cáo mà rất là lạ như thế, thì chúng ta cũng có thể học được. Một cái nữa đấy là cái kênh Marketplace. Kênh Marketplace là cái kênh mà trước đây thì nó chỉ cho thị trường Mỹ và một số thị trường trước để trải nghiệm, thì bây giờ nó mở toang ra cả thị trường Việt Nam rồi. Các bạn có thể đăng lên đấy để có đơn hàng cũng khá là ok. Thì đấy là một số những cái vấn đề mà tôi muốn trình bày với các bạn về cái chỉ số của Facebook, các bạn có thể xem nhá. Đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh là cái mô hình kinh doanh của Facebook vẫn còn rất tiềm năng, mặc dù nó đã đắt đỏ, nó đã cạnh tranh hơn rất nhiều, nhưng mà cái số lượng người sử dụng rất là lớn ở Việt Nam, lên tới hơn 70 triệu và sẽ tiếp tục tăng cái số người dùng nữa. Và cái tài khoản quảng cáo thì bây giờ cũng rất là khan hiếm. Cái lượt mà Facebook người ta thắt chặt các cái tài khoản quảng cáo do cái tình trạng chạy bùng chạy lậu rất nhiều. Cho nên là nếu các bạn có một cái fanpage mà có hàng trăm nghìn lượt theo dõi hoặc là có tài khoản đã chi tiêu hàng chục tỷ rồi thì các bạn hãy giữ những cái tài khoản đấy, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Ok, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.